Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Anh, tải ngay Avezac. Xin chào các em học sinh lớp 11. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ngữ văn ngày hôm nay. Và các em ơi, những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì đất nước ta lâm vào tình trạng trì trệ và yếu kém về mọi mặt do chính sách ngu dân của thực dân Pháp. Và trong hoàn cảnh đó thì có rất nhiều những người con ưu tú của dân tộc đã có tư tưởng canh tân đất nước. Và trong số đó thì chúng ta không thể không kể đến đó là nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ những câu thơ hào hùng sôi nổi trong bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh mà chúng ta đã được học ở chương trình ngữ văn lớp 8, đúng không nào? Đó là gì nhở? Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lở núi non, xách búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Bài thơ đã vẽ nên một hình tượng đẹp lẫm liệt, ngang tàn của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, dù gặp bước nguy nan nhưng cũng không hề sờn lòng đổi chí. Và bài học ngày hôm nay thì cô cùng các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Phan Châu Trinh và tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về tình yêu nước nồng nàn của ông cũng như là khát vọng canh tân đất nước trong bài văn bản về luân lý xã hội ở nước ta, Trích đạo đức và luân lý Đông Tây. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Trước hết tìm hiểu về văn bản về luân lý xã hội ở nước ta thì chúng ta sẽ vào phần 1 La Mã tìm hiểu chung. 1 La Mã tìm hiểu chung. 1 nhỏ chúng ta sẽ đi tìm hiểu vài nét về tác giả. Tác giả Phan Châu Trinh. Tác giả Phan Châu Trinh sinh năm bao nhiêu và mất năm bao nhiêu nhỉ? Ông sinh năm 1872 và mất năm 1926, đúng không nào? Về tác giả Phan Châu Trinh thì các em hãy nhớ cho cô ý thứ nhất, đó là về tiểu sử. Tiểu sử, Phan Châu Trinh tên tự là Tử Cán. Tên hiệu là Tây Hồ. Và ông có biệt hiệu đó là Hy Mã. Ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Nam. Quê quán đó là ở tỉnh Quảng Nam. Tìm hiểu về tác giả Phan Châu Trinh trong phần tiểu sử thì cô muốn các em hãy nhớ cho cô đến cái đó chính là Con đường cứu nước của Phan Châu Trinh. Con đường cứu nước của Phan Châu Trinh. Con đường cứu nước của Phan Châu Trinh. Trước hết đó là về chủ trương cứu nước. Thì trong môn lịch sử chắc chắn chúng ta đã được học điều này rồi, đúng không nào? Lịch sử Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Về chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh thì ông chủ trương đó là gì nhỉ? Lợi dụng cái chiêu bài khai hóa của thực dân Pháp để đấu tranh hợp pháp và cải cách xã hội. Ông không tán thành bạo động và không muốn kêu gọi cái lực lượng chi viện từ nước ngoài. Chủ trương của ông đó là đấu tranh hợp pháp. Đấu tranh hợp pháp và cải cách xã hội. Hay nói cách khác đó là gì? Ông muốn thuyết phục thực dân Pháp hãy rời bỏ khỏi đất nước. Và người ta đánh giá chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là chủ trương cứu nước ảo tưởng. Thế nhưng chúng ta cũng làm cho chúng ta đáng khâm phục bởi cái khát vọng canh tân đất nước của ông, đúng không nào? Chủ trương cứu nước có phần ảo tưởng nhưng cũng đáng khâm phục. Tiếp theo đó là về cuộc đời, con đường cứu nước. Con đường cứu nước, con đường ông thực hiện cái chủ trương đó. Năm 1908. Năm 1908 thì ông bị bắt và bị đày đi Côn Đảo. Bị bắt và bị đày đi Côn Đảo.
đó là lý do chúng ta có bài thơ gì nhỉ? À, đập đá ở Côn Lôn đúng không nào? Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lở núi non. Đến năm 1911 thì ông được thả tự do và sau đó ông sang Pháp. Cho đến năm bao nhiêu thì ông trở về nhỉ? À đúng rồi, năm 1925 thì ông trở về Sài Gòn diễn thuyết. Trở về Sài Gòn để diễn thuyết. Mục đích của diễn thuyết đó là gì nhỉ? À, đó là thay đổi, đó là cách cải cách xã hội, đúng không nào? Và cho đến ngày 24 tháng 3 năm 1926 thì Phan Châu Trinh ốm nặng rồi mất. Ốm nặng rồi mất. Đám tang của Phan Châu Trinh chính là một trong những phong trào vận động yêu nước lớn nhất trong những năm đầu thế kỷ 20 ở nước ta. Như vậy thì qua con đường cứu nước này, qua cái chủ trương cứu nước, thì chúng ta thấy được Phan Châu Trinh xứng đáng là một nhà cách mạng lớn của Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, đúng không nào? Là nhà cách mạng lớn. Của Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Rồi, đó là về tiểu sử. Ý thứ hai chúng ta sẽ phải tìm hiểu đó là về sự nghiệp văn chương của Phan Châu Trinh. Chúng ta chuyển sang dấu sao thứ hai cho cô, đó là sự nghiệp văn chương. Ý thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu đó là về sự nghiệp văn chương của Phan Châu Trinh. Sự nghiệp văn chương. Ý đầu tiên tìm hiểu cho cô đó là về các tác phẩm chính. Các tác phẩm chính, cái này chúng ta có thể tham khảo trong sách giáo khoa, đúng không nào? Trong số các tác phẩm này thì chú ý đến cho cô đó là bài Đạo đức và Luân lý Đông Tây sáng tác năm 1925, tức là được diễn thuyết vào đúng ngày 19 tháng 11 năm 1925, và văn bản về luân lý xã hội ở nước ta ngày hôm nay là văn bản trích trong Đạo đức và Luân lý Đông Tây. Tiếp theo hãy chú ý cho cô đến đó là quan điểm và phong cách văn chương. Quan điểm, phong cách văn chương. Thì trong sách giáo khoa đã nói được cái quan điểm và phong cách văn chương, và chúng ta nhấn mạnh lại ở các ý sau. Thứ nhất đó là gì? Về quan điểm thì Phan Bội Châu chủ trương dùng văn chương làm vũ khí cách mạng, đúng không nào? Chủ trương. Đó là lý do mà ông đã cho ra rất nhiều cái bài diễn thuyết để mong muốn đó là gì? Đánh vào cái ý thức, đánh vào cái tình cảm của con người nhằm làm thay đổi xã hội. Chủ trương dùng văn chương làm vũ khí cách mạng. Có viết tắt cách mạng nhé. Ý thứ hai trong sách giáo khoa cũng đã nhận xét đó là gì nhỉ? À, những áng văn chính luận của ông thì đậm tính chất hùng biện, lập luận chặt chẽ, đanh thép. Nhận xét về văn chính luận. Văn chính luận. Nhận xét về văn chính luận đó là gì nhỉ? À, chặt chẽ, đanh thép, đúng không nào? Chặt chẽ, đanh thép. Thơ thì làm sao? À, thơ thì dạt dào cảm xúc về đất nước, đúng không nào? Thơ dạt dào cảm xúc về đất nước. Cảm xúc về đất nước. Như vậy thì có thể nói cả thơ cả văn của Phan Châu Trinh đều thấm nhuần cái gì nhỉ? À, thấm nhuần tình yêu nước và tinh thần dân tộc, đúng không nào? Thơ văn thấm nhuần tình yêu nước và tinh thần dân tộc. Và tinh thần dân tộc. Rồi, tìm hiểu tiếp cho cô đến đó chính là phần 2 nhỏ về tác phẩm. 2 nhỏ tác phẩm. Tác phẩm của chúng ta hôm nay đó là đoạn trích về luân lý xã hội ở nước ta, trích Đạo đức và Luân lý Đông Tây của Phan Châu Trinh. Trước hết tìm hiểu cho cô phần A nhỏ đó là về xuất xứ.
về xuất xứ. Thì bài văn bản hôm nay đó là về luân lý xã hội ở nước ta, trích trong Đạo Đức và Luân lý Đông Tây, thuộc phần 3, đúng không nào? Xuất xứ, vị trí. Đó là thuộc phần 3 của Đạo Đức và Luân lý Đông Tây. Đúng không nào? Ý tiếp theo tìm hiểu cho cô đó là về thể loại. Cái này thì cô đã vừa nói vừa ban lúc nãy rồi đúng không? Đạo Đức và Luân lý Đông Tây, đây là bài diễn thuyết được tác giả diễn thuyết vào ngày 19 tháng 11 năm 1925, đúng không nào? Phần B đó là về thể loại. Đoạn trích được viết theo thể văn chính luận, hay còn gọi và cụ thể hơn đó là văn bản diễn thuyết. Văn chính luận. Văn là nằm trong văn bản diễn thuyết. Được chưa nhỉ? Rồi, ý tiếp theo tìm hiểu cho cô đó là về bố cục. Nào, bố cục thì hãy nhìn vào sách giáo khoa cho cô để chia phần nhé. Ở trong sách giáo khoa thì chúng ta thấy phần trình bày văn bản rõ ràng theo ý đó là một chấm, xã hội luân lý thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến, đúng không nào? Và tiếp theo thì chúng ta thấy có một cái dấu nữa là gì? Hai chấm và ba chấm. Và mỗi cái phần này sẽ tương ứng với một luận điểm đấy các em ạ. Chính vì vậy mà bố cục của bài chúng ta sẽ đi tìm hiểu theo ba phần. Ba phần. Phần thứ nhất tương đương với phần một nhỏ đó. Nội dung của nó đó là gì nhỉ? Đưa ra khái niệm về luân lý xã hội ở nước ta và khẳng định một điều đó là gì? Luân lý xã hội ở nước ta là chưa có, đúng không nào? Phần thứ hai chúng ta thấy, bắt đầu từ phần thứ hai thì tác giả đã đưa ra nguyên nhân mà luân lý xã hội ở nước ta chưa có. Và đến phần thứ ba đó là chính là gì nhỉ? Giải pháp để xây dựng luân lý xã hội ở nước ta. Chúng ta thấy ba luận điểm này có mối quan hệ như thế nào với nhau nhỉ? Rất là logic và chặt chẽ, đúng không nào? Về bố cục ba phần, các em đánh dấu trong sách giáo khoa như cô vừa nói nhé. Phần thứ nhất đó là đưa ra khái niệm về luân lý xã hội, cũng như là khẳng định là luân lý xã hội ở nước ta là chưa có. Phần thứ hai đưa ra nguyên nhân đó là tại sao ở nước ta lại chưa có luân lý xã hội. Và phần thứ ba đó là đưa ra giải pháp để xây dựng luân lý xã hội ở nước ta. Và ba phần này có mối quan hệ với nhau đó là vô cùng chặt chẽ và logic. Nó gần như là một bài nghị luận xã hội, đúng không nào? Có mở bài, có thực trạng, có nguyên nhân và có đưa ra giải pháp, được chưa nào? Và nó hoàn toàn phù hợp với một bài diễn thuyết. Cái phần tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là về chủ đề tư tưởng. D nhỏ đó là chủ đề tư tưởng. Ghi cho cô về chủ đề tư tưởng thì đó là gì nhỉ? Đó là tư tưởng truyền bá chủ nghĩa xã hội vào nước ta, đúng không nào? Các em ghi cho cô. Chủ đề tư tưởng đó là truyền bá tinh thần của chủ nghĩa xã hội vào nước ta. Được chưa nào? Về tác phẩm nhớ cho cô, thứ nhất đó là về xuất xứ và vị trí. Thì văn bản về luân lý xã hội ở nước ta được trích trong phần 3 của bài diễn thuyết Đạo Đức và Luân lý Đông Tây, được Phan Châu Trinh diễn thuyết vào tại Sài Gòn vào ngày 19 tháng 11 năm 1925. Về thể loại thì thuộc thể loại văn chính luận. Về bố cục chúng ta chia ra làm 3 phần tương ứng với 3 cái phần đã được đề ra trong văn bản: 1 nhỏ, 2 nhỏ và 3 nhỏ. Phần 1 nhỏ tương đương đó là đưa ra khái niệm về luân lý xã hội ở nước ta, cũng như là khẳng định ở nước ta chưa có luân lý xã hội. Phần thứ hai đưa ra nguyên nhân tại sao ở nước ta chưa có luân lý xã hội. Và phần thứ ba thì tác giả đưa ra giải pháp để xây dựng luân lý xã hội ở nước ta. Ba phần này có cái mối liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ và logic để làm tăng cái sức thuyết phục cho người nghe, đúng không nào? Về chủ đề tư tưởng thì chúng ta thấy tác giả truyền bá tư tưởng về luân lý xã hội, cũng như là truyền bá cái chủ nghĩa xã hội vào nước ta, được chưa nào? Đó chính là nội dung về phần 1 la mã tìm hiểu chung. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 la mã đọc hiểu văn bản. Trong phần 2 la mã đọc hiểu văn bản thì ý thứ nhất chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1, nêu ra hiện trạng của đất nước và khẳng định đó là ở nước ta chưa có luân lý xã hội. Một nhỏ phần 1. Nêu ra hiện trạng đất nước.
và khẳng định. Ở nước ta chưa có luân lý xã hội. Rồi, trong ý này thì cái phần đầu tiên mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là chính bản thân chúng ta cũng phải hiểu. Vậy thì luân lý xã hội là gì, đúng không nào? Đánh dấu sao thứ nhất cho cô, kiến thức chung, kiến thức về luân lý xã hội. Rồi, trong phần này thì chúng ta hiểu thế nào là luân lý xã hội thì điều này đã được chú giải trong sách giáo khoa, đúng không nào? Đọc cho cô nhé. Luân lý xã hội tức là luân lý của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không chỉ quan tâm đến từng gia đình, quốc gia mà còn đến cả thế giới. Đó là khái niệm về luân lý xã hội. Khái niệm luân lý xã hội. Thứ nhất đó là gì? Luân lý xã hội tức là luân lý của chủ nghĩa xã hội, được chưa? Luân lý của chủ nghĩa xã hội. Luân lý của chủ nghĩa xã hội. Luân lý này coi trọng điều gì? Coi trọng mối quan hệ bình đẳng giữa con người với con người, đúng không nào? Coi trọng sự bình đẳng. Sự bình đẳng. Và luân lý này không chỉ quan tâm đến từng gia đình quốc gia mà còn đến cả thế giới, đúng không nào? Phạm vi đó là gia đình, quốc gia. Và rộng hơn đó là toàn thế giới. Đó là phạm vi. Được chưa nào? Đó là về khái niệm về luân lý xã hội đã được đưa ra trong phần chú thích. Và cái thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là vậy thì luân lý xã hội ở phương Tây, luân lý ở phương Tây diễn ra theo những giai đoạn nào? Thì chúng ta thấy là gì? Theo Phan Châu Trinh, luân lý phương Tây đã phát triển qua 3 giai đoạn, từ gia đình đến quốc gia và đến xã hội. Được chưa nào? Các giai đoạn của luân lý. Các giai đoạn phát triển của luân lý ở phương Tây đó là gì nhỉ? Từ gia đình tiến đến đó là quốc gia. Và sâu hơn đó là đến xã hội. Và chính cái xã hội này sẽ là luân lý xã hội. Được chưa nào? Rồi trong thời Trung Cổ thì luân lý mới chỉ là luân lý gia đình nào biết gia đình nấy. Khi các quốc gia hình thành thì có luân lý quốc gia nào cũng lo củng cố và phát triển quốc gia nấy. Chỉ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cái tư tưởng về luân lý xã hội mới thực sự được đề xướng và xây dựng. Đó là khoảng thời gian xuất hiện luân lý xã hội, đúng không nào? Thời gian xuất hiện luân lý xã hội đó là sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đấy chưa nào? Đó là những kiến thức nền mà chúng ta cần biết về luân lý xã hội. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem ở Phan Châu Trinh đã đưa ra cái vấn đề về luân lý xã hội như thế nào trong việc đặt cái luân lý ấy vào hoàn cảnh xã hội ở nước ta lúc bấy giờ. Đấy chưa nào? Chúng ta sang phần 2, đó là luân lý xã hội ở nước ta. Luân lý xã hội ở nước ta. Ở nước ta. Cách vào đề của tác giả đó là gì nhỉ? Ngay câu đầu tiên chúng ta thấy đó là gì? Xã hội luân lý thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến. So với quốc gia luân lý thì người mình còn dốt nát hơn nhiều. Thứ nhất chúng ta thấy đó là gì? Tác giả khẳng định, đúng không nào? Cách vào đề của tác giả. Cách vào đề. Cách đặt vấn đề. Đầu tiên đó là tác giả đi khẳng định ở nước ta chưa hề có luân lý xã hội, đúng không nào? Xã hội luân lý thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến. Chúng ta chú ý vào cái cách khẳng định của tác giả, đó là cách khẳng định dứt khoát, đúng không nào? Khẳng định. Đó là tuyệt nhiên không ai biết đến. Tuyệt nhiên không ai biết đến.
Rồi, tác giả còn nói là gì nữa nhỉ? Ở đây chúng ta thấy một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lý được, cho nên không cần cắt nghĩa làm gì. Đó là cách tác giả đi bác bỏ, đúng không nào? Không chỉ vậy, tác giả còn so sánh luân lý xã hội ở phương Tây với luân lý xã hội ở phương Đông hay là ở quốc gia của ta, đúng không nào? So với quốc gia luân lý thì người mình còn dốt nát hơn nhiều, đúng không nào? Đó là cách so sánh khẳng định rồi đi, so sánh cái gì? Đó là so sánh với quốc gia luân lý, tức là nền đạo đức luân lý không còn, đúng không nào? Nền đạo đức luân lý không còn. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy cách đặt vấn đề của tác giả như thế nào nhỉ? Khẳng định, sau đó so sánh, đúng không? Trong cách khẳng định thì tác giả sử dụng cái cách khẳng định một cách tuyệt đối, đó là gì? Tuyệt nhiên, không ai biết đến. Như vậy thì chúng ta nhận xét cho cô cái cách vào đề thẳng thắn, trực tiếp, đúng không nào? Gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe. Chính cái lời khẳng định này đã khiến người nghe phải tò mò là gì? Vậy thì luân lý xã hội là gì mà ông ấy lại khẳng định đó là ở nước ta chưa có luân lý xã hội, đúng không nào? Cách vào đề thẳng thắn, gây ấn tượng. Cách vào đề thẳng thắn, trực tiếp gây ấn tượng với người nghe. Thẳng thắn, trực tiếp gây ấn tượng với người nghe. Đối với một bài diễn thuyết thì cái phần mở đầu này là vô cùng quan trọng. Bởi vì sao? Phần mở đầu này có gây ấn tượng thì người nghe mới tiếp tục nghe những phần sau, đúng không nào? Và khi người nghe những phần sau thì bài diễn thuyết mới đạt được cái hiệu quả cao nhất, đúng không? Chính vì vậy mà ở đây Phan Châu Trinh đã lựa chọn một cái cách vào đề vô cùng là thẳng thắn và gây ấn tượng trực tiếp với người nghe. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang phần thứ hai, đó là tác giả đi bác bỏ, đúng không nào? Bác bỏ. Đầu tiên là cách vào đề và thứ hai là cách triển khai bác bỏ. Tác giả bác bỏ những điều gì trong phần một nhỏ này nhỉ? Đầu tiên đó là gì nhỉ? Một tiếng bè bạn không thể thay cho luân lý xã hội được, nên không cần cắt bỏ làm gì, không cần cắt nghĩa làm gì. Đấy chưa? Đây là bác bỏ về cái gì? Bác bỏ về khái niệm luân lý xã hội tồn tại, đúng không nào? Đầu tiên đó là bác bỏ về khái niệm. Bác bỏ về khái niệm. Luân lý xã hội không phải là bè bạn, không phải là gia đình, không phải là những con người cá nhân, mà đó là gì? Mối quan hệ giữa người với người, và nó là mối quan hệ giữa con người với chính xã hội, với chính thế giới, đúng không nào? Đó là cái lời bác bỏ đầu tiên. Cái bác bỏ thứ hai đó là gì? Bác bỏ về quan niệm về hai chữ xã hội trong trong cái hoàn cảnh đất nước, đúng không nào? Tác giả viết là gì nhỉ? Ngày nay những kẻ học gia làm quan cũng võ vẽ nhắc đến hai chữ đó, nhưng chỉ làm trò cười cho kẻ thức giả đấy thôi. Được chưa? Tiếp theo đó là bác bỏ về. Bác bỏ về quan niệm của ai nhỉ? Của những kẻ thức giả, đúng không? Kẻ thức giả ở đây là những người có kiến thức, có học vấn. Bác bỏ về quan niệm của những người ở đây là những người gì nhỉ? Những kẻ học gia mà làm quan, đúng không nào? Của những người làm quan, của những kẻ quan lại. Rồi, đó là cái cách bác bỏ của tác giả. Và trong phần thứ nhất thì chúng ta thấy được đó là gì? Tác giả đã đưa ra một vấn đề, đặt ra một vấn đề, đó là gì? Ở nước ta chưa có luân lý, và liên tục bác bỏ những cái suy nghĩ, những cái quan điểm sai lầm về luân lý xã hội ở nước ta. Để đến phần 2, tác giả đưa ra cái thực trạng của đất nước, đưa ra nguyên nhân là tại sao ở nước ta chưa có luân lý xã hội. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 2 nhỏ, phần 2. Nếu như ở phần 1 thì tác giả đã đưa ra cái thực trạng đó là gì? Khẳng định nước ta chưa có luân lý. Thì sang phần 2, tác giả đã bắt đầu đi so sánh luân lý xã hội ở các nước châu Âu, các nước phương Tây, Pháp, và so sánh với Việt Nam, cũng như là so sánh luân lý xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn, và từ đó đưa ra nguyên nhân tại sao
ở xã hội Việt Nam hiện nay, hiện thời đó chưa có luân lý xã hội. Thì ở đây phần A nhỏ các em hãy ghi cho cô đó là so sánh luân lý xã hội ở châu Âu, Pháp và Việt Nam. So sánh A nhỏ đó là so sánh về luân lý xã hội ở châu Âu, Pháp và ở Việt Nam. Cô viết tắt Việt Nam nhé. Rồi, nhìn vào đây thì chúng ta hãy lọc cho cô những cái thực trạng mà tác giả đã so sánh. Cái xã hội chủ nghĩa bên châu Âu rất thịnh hành như thế, đã phóng đại ra như thế, thế mà người bên ta thì điềm nhiên như kẻ ngủ, không biết gì là gì, thương hại thay. Ở đây thì các em có thể kẻ cột cho cô. Có thể kẻ cột cho cô để chúng ta đi so sánh. Thường khi chúng ta làm thao tác, khi chúng ta đi phân tích một cái thao tác so sánh thì hãy cố gắng kẻ cột để chúng ta thấy được sự khác biệt, đúng không nào? Để chúng ta có thể so sánh, đối chiếu để thấy được sự khác biệt. Rồi, kẻ cho cô thành hai cột nhá. Hàng đầu tiên ở bên này đó là luân lý xã hội ở bên châu Âu, được chưa? Châu Âu. Còn bên này thì đó là ở Việt Nam. Nào, luân lý xã hội ở châu Âu thì ý thứ nhất đó là gì nhỉ? Rất thịnh hành và phát triển, đúng không nào? Rất thịnh hành và phát triển. Rất thịnh hành và phát triển. Còn ở Việt Nam, trong khi đất thế giới thịnh hành và phát triển luân lý xã hội như vậy, thì ở Việt Nam vẫn làm sao nhỉ? Điềm nhiên như kẻ ngủ mà không biết gì là gì, đúng không nào? Điềm nhiên, không biết gì. Đúng không nào? Rồi, tiếp theo. Người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người ở trong nước cũng chưa hiểu là gì cả. Chỗ này sẽ đánh vào cái tình trạng khi đó đất nước ta đang trong tình trạng đó là yếu kém và trì trệ nặng nề do chính sách ngu dân mà thực dân Pháp áp đặt. Đúng không nào? Bên Pháp, mỗi người có quyền thế hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay một hội nào đó, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng kỳ cho đến được công bình mới nghe. Công bình là công bằng, đúng không nào? Vậy thì ở đây, tác giả đã so sánh ở Pháp và ở Việt Nam. Trong cái hoàn cảnh chung, đó là hoàn cảnh gì? Người có quyền thế hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng. Ở đây nếu như ở Pháp, nếu bị đè nén thì họ làm sao? Họ sẽ làm gì nhỉ? Hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng kỳ cho đến được công bình mới nghe. Phải đến được cái công bình mới nghe. Còn ở Việt Nam nếu bị đè nén thì sao? Mỗi đến cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu là gì cả, đúng không nào? Chưa hiểu ở đây là chưa hiểu cái gì? Cái nghĩa vụ của con người với đất nước, đúng không nào? Con người với đất nước. Như chúng ta đã nói đó là gì nhỉ? Luân lý xã hội là gì? Là coi trọng quyền bình đẳng, đúng không nào? Là một luân lý của chủ nghĩa xã hội. Nó không chỉ quan tâm đến gia đình, đến quốc gia, mà nó còn quan tâm đến cả thế giới, đúng không nào? Rồi, tiếp theo tác giả lại so sánh tiếp, đó là gì nhỉ? Vậy thì cái nguyên nhân mà ở xã hội phương Tây người ta có luân lý xã hội đó là vì gì? Bởi vì rằng người ta có đoàn thể, có công đức, biết giữ lợi ích chung. Đó là so sánh về nguyên nhân. So sánh về nguyên nhân. Thì sự khác biệt giữa châu Âu và Việt Nam đó là gì? Bởi vì người ta có đoàn thể, có công đoàn, đúng không nào? Có đoàn thể, có công đức. Có đoàn thể, có công đức để bảo vệ quyền lợi của từng cá nhân cũng như là một tập thể,
trong xã hội, đúng không nào? Còn ở Việt Nam thì sao? Nguyên nhân mà dẫn đến việc con người chưa hiểu về luân lý xã hội, dẫn đến việc con người thờ ơ với cái trách nhiệm của mình với đất nước đó là do gì nhỉ? Nguyên nhân ở đây đó là do chúng ta chưa có đoàn thể, đúng không nào? Nguyên nhân ở đây đó là gì? Chưa có đoàn thể. Chưa có đoàn thể. Một ý nữa đó là gì? Ở phương Tây thì sao? Ở phương Tây thì sao nhỉ? Người ta có ăn học biết xét kỹ thấy xa như thế, đúng không nào? Người ta có ăn có học, có hiểu biết, hay còn gọi là có hiểu biết, có tầm nhìn, đúng không nào? Có tầm nhìn. Còn ở Việt Nam thì sao? Con người ta chỉ biết đến gì nhỉ? Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai, đúng không nào? Thiếu sự đoàn kết, thiếu hiểu biết, thiếu sự đoàn kết, thiếu hiểu biết. Đất nước thiếu sự đoàn kết. Đúng không nào? Đó chính là cái nguyên nhân. Tác giả không chỉ so sánh luân lý xã hội ở châu Âu, Pháp và ở Việt Nam đâu, mà tác giả còn so sánh luân lý xã hội trong chính Việt Nam. Đó là ở hai giai đoạn. Thứ nhất đó là thời xưa, và thứ hai đó là xã hội hiện thời lúc bấy giờ, tức là những năm đầu thế kỷ 20. Như vậy thì phần B chúng ta sẽ sang tìm hiểu, đó là so sánh luân lý xã hội ở Việt Nam trong từng giai đoạn. Cho chúng ta chuyển sang dấu hoa thị thứ hai cho cô. Chúng ta thấy được là gì? Tác giả Phan Châu Trinh khẳng định ở nước ta chưa hề có luân lý xã hội. Nhưng cái mà tác giả muốn khẳng định đó là gì? Nước ta trong cái xã hội hiện thời, tức là những năm đầu thế kỷ 20, thì chưa có luân lý xã hội. Còn chính trong ngày xưa, ông cha ta đã biết đến đoàn thể, ông cha ta đã có luân lý xã hội, đúng không nào? Đó là việc tác giả đưa ra so sánh ở Việt Nam giữa ngày xưa với cả xã hội lúc đó hiện thời. Xã hội ngày xưa thì sao? Ông cha ta đã biết đến luân lý xã hội, đúng không nào? Đã biết sống thì phải bênh vực nhau. Ông cha mình ngày xưa cũng đã hiểu đến, đúng không? Cho nên mới có câu không ai bẻ đũa cả nắm, hay là nhiều tay làm nên bột. Như vậy thì trong xã hội ngày xưa, cha ông ta đã cũng biết đến làm sao nhỉ? Cũng biết đến đoàn thể, biết công ích, cũng biết góp gió làm bão, dụng cây làm rừng, đúng không nào? Tác giả đưa ra đó là gì? Ngày xưa thì dân tộc Việt Nam này hồi cổ sơ cũng biết đến đoàn thể, cũng biết đoàn thể, cũng biết công đức, cũng biết đoàn thể, công ích, cũng biết làm sao? Cũng biết đến đoàn kết, cũng biết đến góp gió thành bão, dụng cây thành rừng, đúng không nào? Còn xã hội hiện thời lúc bấy giờ thì sao? Không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt và lù và ù lì như ngày nay, đúng không nào? Không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt và ù lì như ngày nay. Đó chính là sự khác biệt. Vậy thì khẳng định ở đây đó là gì? Khẳng định xã hội chủ nghĩa thịnh hành ở phương Tây thì ở nước ta ngày nay lại chưa hề có ý niệm gì. Thế nhưng nó không hề xuất phát từ việc đó là chúng ta chưa biết đến thế nào là đoàn kết, mà ngay trong chính dân tộc ta ngày xưa thì cũng đã biết đến cộng đoàn thể, biết đến công ích. Chỉ là trong xã hội ngày nay, trong xã hội hiện thời lúc bấy giờ, khi thực dân Pháp áp đặt cái chính sách ngu dân vào nước ta, thì bỗng nhiên tất cả những người dân trở nên làm sao? Sợ sệt, trơ trọi, lơ láo và ù lì, đúng không nào? Rồi, ở đây như vậy thì chúng ta thấy bằng việc tác giả đưa ra hai cái cặp so sánh. Thứ nhất đó là so sánh giữa châu Âu, giữa Pháp với Việt Nam, và so sánh trong xã hội Việt Nam xưa và nay, thì tác giả đã muốn đưa ra, đã khẳng định điều gì? Khẳng định xã hội hiện thời, xã hội Việt Nam hiện thời, tức là vào những năm đầu thế kỷ 20, đầu thế kỷ 20, chưa có luân lý xã hội, chưa biết đến luân lý xã hội, chưa biết đến luân lý xã hội. Rồi, đưa ra lời khẳng định đó, tiếp theo tác giả bắt đầu nói đến đó là gì? Dân không biết đến đoàn thể, không trọng công ích là bởi
Vậy thì chính từ cái chỗ bởi đó tác giả đã đưa ra nguyên nhân, đúng không nào? B nhỏ. Chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân nước ta không có luân lý xã hội. Nguyên nhân nước ta không có luân lý xã hội. Vậy thì nguyên nhân từ đâu, tác giả đưa ra những nguyên nhân nào và cái cách lập luận nguyên nhân của tác giả có gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng theo dõi vào sách giáo khoa cho cô. Nào, nguyên nhân thứ nhất đó là gì nhỉ? Bởi 400 năm trở về đây, bọn học trò trong nước mắc ham quyền tước, ham bả vinh hoa của các triều vua mà sinh ra giả dối, nịnh hót, chỉ biết có vua mà chẳng biết có dân. Vậy thì nguyên nhân thứ nhất đó là nguyên nhân ngược về lịch sử. Từ 400 năm trở về đây thì bọn học trò trong nước tức là gì nhỉ? Tức là những cái thói hư tật xấu đã được hình thành trong quá trình mà chúng ta sống dưới chế độ phong kiến, đúng không nào? Nguyên nhân thứ nhất đó là nguyên nhân bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan trong xã hội bắt nguồn từ lịch sử. Lịch sử ở đây không phải là toàn bộ lịch sử, mà lịch sử ở đây đó là từ 300-400 năm về trước, đúng không nào? Từ 300-400 năm trở về trước thì bọn học trò này làm sao? Ham, đúng không nào? Ham quyền tước, ham bả vinh hoa. Ham quyền tước, ham bả vinh hoa. Bả vinh hoa. Tác giả có cái cách sử dụng từ rất là hay, đó từ bả vinh hoa. Nó thể hiện đó, cái từ bả này có được là gì nhỉ? Thường ấy thì chúng ta thấy có bả chó, đúng không? Thì ở đây cái bả vinh hoa, ở đây tác giả muốn thể hiện cái thái độ mỉa mai, khinh thường đối với cái gì? Đối với cái quyền tước, cái vinh hoa. Nó mang đến cho người ta cái lợi lộc lúc ban đầu, thế nhưng nó lại làm đánh mất đi cái gì? Chính bản thân mình, đúng không nào? Ham bả vinh hoa. Và quan trọng hơn đó là gì? Chỉ biết có vua mà không biết dân. Thấy chưa? Ích kỷ, chỉ biết có vua mà không có dân. Được chưa nào? Nguyên nhân thứ hai bắt nguồn từ đâu nữa nhỉ? Dẫu trôi nổi, dẫu cực khổ thế nào mặc lòng, miễn là có kẻ mang đai đội mũ ngất ngửa ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lại dưới, trăm nghìn năm như thế cũng xong. Dân khôn mà chi, dân ngu mà chi, dân lợi mà chi, dân hại mà chi, dân càng nô lệ thì ngôi vua càng lâu dài, đúng không nào? Rồi, ý thứ hai chúng ta thấy được cũng trong cái phần tác giả nhắc lại về cái lịch sử, nhắc lại về cái chế độ phong kiến lúc bấy giờ, thì đó là gì nhỉ? Bọn vua quan phong kiến, đúng không nào? Bọn vua quan phong kiến. Các hình ảnh đó là gì? Kẻ mang đai đội mũ ngất ngửa ngồi trên ở đây chính là chỉ bọn vua quan phong kiến. Tác giả sử dụng cách nói hình ảnh ví von, đúng không nào? Chỉ là ở cái mã bên ngoài, đúng không? Không hề có học thức bên trong, kẻ mang đai đội mũ ngất ngửa ngồi trên thôi. Bọn vua quan thì ra sức bóc lột. Bóc lột của dân, đúng không nào? Dầu vơ vét, dầu rút tỉa của dân thế nào cũng không ai phẩm bình. Dầu lấy lúa của dân mua sắm mượn ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bai. Tức là gì? Họ làm việc xấu mà không hề có một cái dấu hiệu nào của sự phản đối, đúng không nào? Coi việc dân ngu như một điều kiện tốt để làm sao? Để củng cố cho cái ngôi vị của mình, đúng không nào? Ra sức bóc lột. Chúng ta thấy câu đó ở đâu nhỉ? Dân càng nô lệ thì ngôi vua càng lâu dài, bọn quan lại càng phú quý, đúng không? Coi dân ngu là điều kiện để phát triển bản thân, là điều kiện phát triển bản thân. Vậy thì từ những cái đó thì chúng ta thấy đó là gì? Cả một cái chế độ, cả một cái xã hội nó đã thối nát ở thời kỳ trước, đúng không nào? Xã hội, chế độ rồi. Nguyên nhân tiếp theo mà chúng ta còn nói, mà tác giả còn nói đến thì như cái phần trên chúng ta đã nhắc đó là gì nhỉ? Dân làm sao? Dân sinh ra cái gì? Trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lì, đúng không nào? Người dân thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai, đúng không nào? Người dân, nguyên nhân tiếp theo là do chính bản thân người dân. Bản thân người dân. Bản thân người dân thì sao?
Bản thân người dân thì ù lì sợ sệt. Đúng không nào? Trong chính bản thân người dân thì người ta cũng không biết đến thế nào là đoàn thể, thế nào là công ích, đúng không nào? Bản thân người dân thì ù lì sợ sệt. Tiếp theo, cái nguyên nhân tiếp theo mà tác giả vạch ra theo dõi và cho cô đó là gì nhỉ? Đó là việc mà ngày xưa thì bọn ấy là bọn nho học đã được đỗ được cái bằng cử nhân tiến sĩ. Ngày nay thì bọn ấy là bọn tây học đã được cái chức ký lục thông ngôn. Có khi bồi bếp dựa vào thân thế của chủ cũ cũng ra làm quan. Những bọn quan lại đã nói ở trên này chỉ còn một tiếng, đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy. Vậy thì cái nguyên nhân tiếp theo mà dẫn đến việc xã hội luân lý ở nước ta chưa có, đó là do cái gì? Do cái việc đó là người dân chạy theo quyền chức, đúng không nào? Thực trạng chạy theo quyền chức, thực trạng tham nhũng chạy theo quyền chức. Đúng không nào? Người này đối với kẻ kia đều theo sức mạnh và thấy quyền thế thì làm sao? Thì chạy theo mà không hề quan tâm đến người đời sống của dân, đúng không nào? Những kẻ ở vườn thấy quan sang quan quyền cũng bén mùi làm quan, nào lo cho quan, nào lót cho lại, nào chạy ngược chạy xuôi, dẫu cố ruộng đầu bán trâu cũng vui lòng, chỉ cần lấy được một chức xã trưởng hoặc cai tổng, đặng ngồi trên, đặng ăn trước, đặng hống hách thì mới thôi. Có nghĩa là gì? Họ chạy theo quyền chức, chạy theo cái sự tham nhũng để vơ vét về cho bản thân mình mà không hề có một cái ý thức về cộng đồng, đúng không nào? Đó là nguyên nhân thứ ba mà tác giả đưa ra tại sao nước ta lại không có luân lý xã hội. Thứ nhất đó là xét về lịch sử. Thì trong lịch sử, bọn học trò rồi bọn vua quan ra sức bóc lột, nó đã tạo ra một cái tiềm thức về sự thống trị một cách thối nát, đúng không nào? Ý thứ hai là do bản thân người dân thì ù lì sợ sệt, trơ trọi và lơ láo trước cái gì? Trước cái thế mạnh của người khác mà không hề biết là sao, biết đứng lên để phản kháng, đúng không nào? Và cái ý thứ ba đó là gì? Thực trạng tham nhũng chạy theo quyền chức của chính những người dân ấy. Họ tham lam những cái gì? Họ tham lam quyền chức để làm sao? Để vơ vét cho bản thân mình mà không hề có ý định đó là gì? Làm giàu cho xã hội. Và đó chính là những lý do để dẫn đến một cái tình trạng đó là nước ta không có luân lý xã hội. Vậy thì chúng ta hãy nhận xét cho cô về cái cách mà tác giả đưa ra những nguyên nhân cũng như là đưa ra thực trạng. Thứ nhất thì chúng ta thấy được ngay ở cái phần đầu tiên thì tác giả đã có một câu đó gì? Thương hại thay. Đó là cái cách nói cảm thán để thể hiện thái độ, đúng không nào? Không chỉ vậy, chúng ta còn thấy tác giả sử dụng một loạt những cái từ ngữ. Đó là gì? Bọn học trò, đúng không nào? Kẻ mang đai đội mũ, đúng không? Rồi gì nữa nhỉ? Bọn quan lại, đúng không? Vậy thì cái việc tác giả sử dụng những cái từ như là bọn, kẻ, vân vân để gắn với những cái tên mà dường như đó là một cái sự học thức, đó là một cái tự hào, thì cái điều đó thể hiện sự khinh thường, đúng không nào? Thể hiện sự khinh thường của tác giả. Bên cạnh đó thì tác giả còn sử dụng những từ ngữ có tính, những hình ảnh có tính chất gợi tả, ví von, ví dụ như là gì nhỉ? Miễn là có kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lại dưới, trăm nghìn năm như thế cũng xong. Chúng ta đã chấp nhận cái xã hội như thế, và đó là lý do tại sao mà nước ta không có luân lý xã hội. Một xã hội ấy là một xã hội như thế nào? Là một xã hội tôn vinh những kẻ làm quan. Và những kẻ làm quan tác giả đã thể hiện thông qua cái hình ảnh có tính chất ví von gợi tả, đó là gì? Kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên, hoàn toàn đó là về cái mặt hình thức, đúng không nào? Tác giả không hề đánh giá về cái phẩm chất bên trong, mà người quan chỉ được nhận biết thông qua cái gì? Thông qua cái mặt hình thức, đó là gì? Mang đai đội mũ, kẻ áo rộng khăn đen, vân vân, đúng không nào? Đó là cái cách nói ví von gợi tả của tác giả. Vậy thì từ những cái việc tác giả đưa ra nguyên nhân hay là đưa ra thực trạng thì điều đó thể hiện thái độ gì của tác giả? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sang phần C, đó là thái độ của tác giả. Sau tất cả những ý mà chúng ta vừa phân tích thì hãy thử suy nghĩ cho cô xem, vậy thì thái độ của tác giả khi nhắc đến cái hiện trạng ở đất nước ta chưa có luân lý xã hội, đồng thời đưa ra nguyên nhân tại sao đất nước ta chưa có luân lý xã hội, thì thái độ của tác giả như thế nào nhỉ? Trước hết khi nhắc đến cái nguyên nhân đó là gì? Bọn quan lại, bọn học trò vân vân vơ vét của dân rồi chạy theo quyền chức, thì ở đây chúng ta thấy thái độ của tác giả đó là thái độ căm ghét một cách cao độ, đúng không? Và phủ định cái gì? Phủ định triệt để cái chế độ quân chủ, đúng không nào? Chế độ vua quan chuyên chế.
Thái độ thứ nhất đó là căm ghét cao độ. Phủ nhận. Phủ nhận điều gì? Phủ nhận triệt để cái gì? Cái chế độ vua quan chuyên chế và muốn bỏ, đúng không nào? Phủ nhận triệt để chế độ vua quan chuyên chế và muốn xóa bỏ. Tại sao tác giả lại phải xóa bỏ? Bởi vì trong những năm đầu của thế kỷ 20, đất nước ta sống trong cái tình cảnh, sống trong cái chế độ đó là gì? Thực dân nửa phong kiến, đúng không nào? Vậy thì cái đầu tiên tác giả muốn phủ định, muốn phủ nhận đó chính là cái chế độ vua quan chuyên chế, và hướng đến một cái mục đích đó là muốn xóa bỏ cái chế độ phong kiến này, đúng không nào? Ý thứ hai chúng ta thấy thái độ của tác giả đó là gì? Khi tác giả sử dụng những cái từ kẻ hay là bọn để áp cho những cái danh phận mà tưởng chừng như là cao quý, thì đó là thái độ mỉa mai châm biếm, đúng không nào? Mỉa mai châm biếm. Thậm chí khi tác giả nói về người dân đó là những người dân như thế nào? Trơ trọi, lơ láo, sợ sệt và ù lì, thì đó cũng là thể hiện cái thái độ mỉa mai châm biếm trước những con người đó làm sao? Đã trở nên là sao nhỉ? Ù lì trong một cái xã hội như vậy, đúng không nào? Mỉa mai châm biếm chế độ thống trị, bọn vô quan, đúng không nào? Thể hiện thông qua các cái từ mà tác giả sử dụng, bọn, kẻ, vân vân, thế nào? Và sâu hơn đó là gì? Việc sử dụng, tác giả sử dụng những câu cảm thán thương hại thay vân vân, đúng không nào? Thì còn thể hiện cái thái độ đau xót, cảm thông trước vận mệnh của đất nước cũng như là số mệnh, số phận của người dân, đúng không nào? Đau xót, cảm thông trước vận mệnh của đất nước và số phận của người dân. Trước vận mệnh đất nước và số phận của người dân. Rồi, như vậy thì chúng ta có thể thấy được từ cái thái độ của tác giả thì chúng ta hiểu gì về phẩm chất của Phan Châu Trinh nhỉ? Phẩm chất của Phan Châu Trinh. Cô viết tắt Phan Châu Trinh nhé. Phẩm chất ở đây đó là gì nhỉ? Tác giả trung thực, đúng không nào? Và quan trọng hơn, để đưa ra được những cái sự thật đó thì đó phải là một người có bản lĩnh chính trị, đúng không nào? Đó phải là một người có bản lĩnh cứng cỏi, có lòng yêu nước nồng nàn, có tình thương dân và có cái khát vọng canh tân, cải tạo đất nước, cải tạo xã hội, đúng không nào? Phẩm chất của Phan Châu Trinh đó là trung thực, nhìn nhận thẳng thắn vấn đề, đúng không nào? Bản lĩnh cứng cỏi, bản lĩnh chính trị cứng cỏi. Tại sao trong tất cả những trong đa phần những người dân đang làm sao ù lì sợ sệt như vậy thì lại có một Phan Châu Trinh dám đứng lên nói tất cả những gì, nói tất cả những khuyết điểm của xã hội để mong làm sao nhỉ? Mong muốn đó là về cái khát vọng cải, mang trong mình cái khát vọng cải cách canh tân đất nước, khát vọng cải cách xã hội và canh tân đất nước. Tất cả xuất phát từ tình yêu nước nồng nàn, đúng không nào? Rồi, đó là phần kết luận của phần 2, đúng không? Và chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 nhỏ. Về phần 3, tác giả đưa ra cái gì nhỉ? Tác giả đưa ra giải pháp, đúng không nào? Phần 3, tác giả đưa ra giải pháp. Phần 3. Giải pháp để làm gì? Để xây dựng luân lý xã hội ở nước ta. Giải pháp xây dựng luân lý xã hội ở nước ta. Rồi, trong phần giải pháp này thì có thể nó rất là đặc biệt, bởi vì sao? Tác giả chỉ nói thông qua hai câu văn mà thôi. Đó là gì? Nay muốn một ngày kia nước Việt Nam được độc lập tự do thì trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể đã. Mà muốn có đoàn thể thì có chi hay hơn là truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này. Phần 3 giải pháp tác giả đưa ra là gì? Thứ nhất là phải có đoàn thể. Và muốn có đoàn thể thì phải làm sao? Phải truyền bá xã hội chủ nghĩa, đúng không nào? Có đoàn thể và phải truyền bá xã hội chủ nghĩa.
Như vậy thì chúng ta thấy được phần tác giả đưa ra giải pháp như thế nào nhỉ? À, nó rất là rõ ràng và ngắn gọn, đúng không nào? Nhận xét về cách đưa ra giải pháp của tác giả thì đó là giải pháp, đó là cách lập luận rõ ràng, ngắn gọn. Ở phần trên thì chúng ta thấy được đó là gì? Tác giả đưa ra nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân chính đó là gì? Ở Việt Nam chưa có đoàn thể bởi vì những lý do nào? Và đến phần giải pháp thì tác giả đưa ra một cái giải pháp vô cùng là rõ ràng, đó là gì? Chính vì chưa có đoàn thể thế nên bây giờ chúng ta phải xây dựng đoàn thể. Mà muốn xây dựng đoàn thể thì chúng ta phải truyền bá xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam này, đúng không nào? Giải pháp ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục. Từ tất cả những lý do, những nguyên nhân ở trên thì tác giả đưa ra giải pháp như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy được ở phần giải pháp này thì chúng ta thấy Phan Châu Trinh là một người như thế nào nhỉ? À, là một người có tầm nhìn xa trông rộng, đúng không nào? Có tầm nhìn xa trông rộng. Việc cải cách xã hội là đúng. Thế nhưng việc Phan Châu Trinh muốn đưa ra cái con chủ trương cứu nước đó là gì? Chỉ cải cách thôi thì chưa đủ, đúng không nào? Bởi vì đấy là sự ảo tưởng. Cải cách xã hội là đúng, thế nhưng chỉ cải cách xã hội thôi thì chưa đủ. Chính vì vậy mà cái phần này chúng ta vẫn nhận xét đó là Phan Châu Trinh có tầm nhìn xa trông rộng, đúng không nào? Quan tâm đến gì? Quan tâm đến đời sống của nhân dân, quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Và đó là cái khát khao canh tân đất nước. Rồi, như vậy thì cô cùng các em đã cùng nhau đi tìm hiểu 3 phần của bài về luân lý xã hội ở nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 la mã tổng kết. Trong phần 3 la mã tổng kết thì cô cùng các em sẽ cùng nhau đi tổng kết về nghệ thuật và nội dung của đoạn trích, đúng không nào? Thứ nhất, nghệ thuật thì các em hãy nhớ cho cô bài văn bản về luân lý xã hội ở nước ta có sự kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn giữa yếu tố nghị luận và yếu tố biểu cảm. Có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghị luận và yếu tố biểu cảm. Trong đó thì yếu tố nghị luận được thể hiện ở đâu nhỉ? Yếu tố nghị luận, cô viết tắt nhé. Yếu tố nghị luận được thể hiện ở cách lập luận, đúng không nào? Được thể hiện ở cách lập luận chặt chẽ. Thứ hai đó là cách tác giả lấy dẫn chứng thì cụ thể xác thực, đúng không nào? Chứng cứ cụ thể xác thực. Giọng điệu thì hùng hồn, đúng không nào? Giọng điệu hùng hồn. Đúng không? Còn yếu tố biểu cảm thì nằm ở đâu nhỉ? À, nằm về việc tác giả sử dụng những câu biểu cảm, đúng không nào? Sử dụng những câu cảm thán, câu văn cảm thán. Thương hại thay vân vân, đúng không nào? Ý thứ hai, tác giả sử dụng những hình ảnh có tính chất gợi tả với lối nói ví von. Hình ảnh gợi tả, ví von. Được chưa nào? Vân vân. Và tiếp theo đó là gì? Phong cách chính luận thì làm sao nhỉ? Ở lúc thì từ tốn biểu cảm, mềm mỏng, đúng không? Lúc thì lại làm sao? Rắn, đúng không nào? Cứng rắn và mạnh mẽ, quyết liệt, đúng không? Rồi, ý thứ hai đó là phong cách nghị luận. Phong cách chính luận độc đáo. Phong cách chính luận độc đáo. Có sự thay đổi linh hoạt, lúc thì mềm mỏng, lúc thì mạnh mẽ, quyết liệt. Vậy thì từ những yếu tố nghệ thuật này, tác giả đã thể hiện cái nội dung tư tưởng gì thông qua văn bản về luân lý xã hội ở nước ta? Thì chúng ta thấy được thứ nhất đó chính là gì? Tư tưởng tiến bộ, đúng không nào? Chúng ta thấy được tư tưởng tiến bộ. Tư tưởng tiến bộ. Tư tưởng tiến bộ của Phan Châu Trinh, ý chí quật cường, đúng không nào? Ý chí quật cường. Và quan trọng hơn đó là gì? Tác giả đã làm sao nhỉ? Dũng cảm vạch trần ra sự thật, đúng không nào? Dũng cảm vạch trần hiện thực đen tối. Dũng cảm vạch trần hiện thực đen tối.
của xã hội đương thời. Đồng thời tác giả đề cao cái gì các em nhỉ? Đề cao tư tưởng đoàn thể, đúng không? Đề cao tư tưởng đoàn thể. Và đó chính là một trong những cái nội dung cốt lõi mà tác giả sử dụng để làm sao canh tân đất nước, đúng không nào? Một trong những nội dung cốt lõi để cải cách xã hội, canh tân đất nước. Và sau tất cả thì chúng ta thấy Phan Châu Trinh là người như thế nào? Thì đó là ông là người có tình yêu nước nồng nàn, đúng không nào? Có tình yêu nước, có gì? Có khát khao canh tân đất nước. Đúng không nào? Để từ đó ông xứng đáng là một nhà cách mạng lớn của Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Như vậy thì bài học ngày hôm nay cô cùng các em đã cùng nhau tìm hiểu xong văn bản về luân lý xã hội ở nước ta, trích bài diễn thuyết đạo đức và luân lý Đông Tây của tác giả Phan Châu Trinh. Và hy vọng sau bài này thì chúng ta sẽ có thể ôn tập thật tốt, cũng như là chuẩn bị cho cô bài học ở tiết học sau. Hẹn gặp lại các em vào bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.